Thưa quý vị, để tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với máy tính, được tra cứu tìm hiểu các thông tin từ Internet để hỗ trợ cho việc học tập, trường tiểu học Mỹ Quý Đông ở huyện Đức Huệ đã đưa vào sử dụng thư viện điện tử. Nhờ đó mà các em học sinh dùng pin có điều kiện tiếp xúc với công nghệ được nhiều hơn, hỗ trợ tối đa cho việc dạy và học của nhà trường. Giờ giải lao, học sinh của trường đã phủ kín thư viện điện tử này. Đến nay, ngoài việc được giáo viên hướng dẫn các kỹ năng về máy tính, các em học sinh còn được nghiên cứu tài liệu hữu ích từ Internet hỗ trợ cho công việc học tập của các em, nhất là những câu hỏi liên quan đến khoa học, xã hội, tự nhiên, tiếng Anh. Khi nhà trường chưa có máy tính á, thì các em học trên mạng cũng không được và gây nhiều trở ngại. Còn bây giờ đã có máy tính nên học rất là được. Về những cái kiến thức mà con không biết, con sẽ lên Google con tra, giúp cho con rất là nhiều trong việc học tập. Ngoài ra cái phòng tin học này nó cũng có thể là họ kèm thu là mà dạy môn tin học, là giúp cho các em nó sẽ khám phá thêm về máy tính, đặc biệt là học sinh lớp 3 là do mới áp dụng cái chương trình sách giáo khoa theo cái dạy học mới là thông tư 18 á. Để quản lý và sử dụng hiệu quả thư viện điện tử, hạn chế tình trạng học sinh lạm dụng máy tính để làm việc khác hay chơi game, nhà trường luôn có giáo viên giám sát thông qua máy chủ như thế này. Nội quy của riêng phòng tin học là hạn chế vấn đề về chơi game. Giáo viên lúc nào phải là bám sát vào học sinh. Mỗi khi các em nó lên thực hành sẽ nếu phát hiện em nào học sinh nào mà mở game gì mình nhắc nhở động viên nó là không tốt, thì mình phải cố gắng tìm kiếm những thông tin nào giúp ích cho trong cái việc học của các em. Thư viện điện tử này bao gồm 16 máy tính, được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đức Hòa kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ gần 300 triệu đồng để xây dựng. Món quà này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là động lực tinh thần để thầy và trò ngôi trường biên giới này phấn đấu trong việc dạy và học, nhất là việc đẩy mạnh công nghệ 4.0 vào giáo dục. Cái công trình này thì nó rất là để bổ sung cho nhà trường về cái thực hiện cái công tác dạy và học, đảm bảo được nâng cao chất lượng dạy và học. Giúp cho các em nó học được những cái môn tin học, rồi các em nó lên đó để nó tra cứu những cái thông tin ở Google để rồi các em nó sẽ tìm hiểu được những cái kỹ năng kiến thức để các em nó học tốt hơn trong cái năm học này. Học đi đôi với hành, câu nói này luôn đúng trong mọi thời đại giáo dục, nhất là ở giai đoạn mà công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay. Chính vì thế, việc phát triển và duy trì mô hình thư viện điện tử sẽ tạo dần thói quen tiếp cận công nghệ cho các em học sinh khi còn nhỏ. Nhưng trên hết, hoạt động này phải vẫn đặt dưới sự kiểm soát và hướng dẫn của nhà trường.